Thưa quý vị, sâu đục lá cà chua Nam Mỹ thì vốn được xem là vô cùng nguy hại với cây cà chua và đang khiến nhiều nước châu Âu Phi và châu Âu khốn đốn, vừa được ghi nhận là đã xuất hiện tại Việt Nam. Thông tin này vừa mới được Viện Bảo vệ Thực vật chia sẻ với phóng viên kênh VTC16 trong ngày hôm nay. Những mẫu lá cà chua này được các nhà khoa học của Viện Bảo vệ Thực vật thu được từ xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Không chỉ có đường đục to hơn so với đường đục của sâu vẽ bùa thông thường, trên những lá cà chua này còn có thể quan sát được đối tượng sâu hại đang ăn phá ở bên trong. Cái vết hại ở trên lá nó to hơn so với cái con vỏ lá cà chua và đường đục nó lớn như thế này ạ. Khi mà mình giơ cái lá lên ngược ánh sáng như này ạ, thì mình có thể nhìn thấy thấy sâu nó ở phía bên trong ạ. Tức là nó ở trong qua cái lớp biểu bì vì nó hại, nó để lại cái lớp biểu bì cho nên mình nhìn ngược sáng thì nhìn thấy. Cùng với lá, quả cà chua cũng bị sâu gây hại. Điểm lạ là phần vỏ nơi sâu đục khá kín miệng và không hề bị nham nhở như triệu chứng của nhiều loài sâu hại thông thường. Theo các nhà khoa học, đây là triệu chứng rất giống với mô tả của loài sâu đục lá cà chua Nam Mỹ, một đối tượng chưa từng ghi nhận ở Việt Nam. Từ cái mẫu chúng tôi thu thập được ở ngoài sản xuất thì chúng tôi chuyển về phòng thí nghiệm và chúng tôi có kiểm tra và thực hiện các cái bước tiếp theo để phân loại cái loài sâu này. Soi bộ phận sinh dục, đồng thời chạy PCR đoạn gen ti thể của sâu hại. Những phương pháp này theo các nhà khoa học sẽ giúp khẳng định chính xác loài sâu đang phá hoại cà chua của người dân tỉnh Sơn La. Kết quả giám định tại Viện Bảo vệ Thực vật bằng giám định bằng hình thái cũng như là công nghệ sinh học đã khẳng định rằng cái mẫu mà chúng tôi thu được tại Mộc Châu là loài sâu hại ngoại lai xâm lấn, là sâu đục lá cà chua Nam Mỹ. Các nhà khoa học cho biết, sâu đục lá cà chua Nam Mỹ là loài sâu hại nghiêm trọng cho sản xuất cà chua trong nhà lưới và ngoài đồng ruộng của nhiều quốc gia trên thế giới. Những vùng cà chua bị loài này tấn công, thiệt hại về năng suất có thể lên tới 100%. Vâng, thưa quý vị, như vậy là sâu đục lá cà chua Nam Mỹ, loại sâu hại ngoại lai xâm lấn được đánh giá là nguy hiểm bậc nhất hiện nay trên cây cà chua, đã xuất hiện tại Việt Nam. Trước đó, từ năm 2006 đến nay thì loại sâu này đã khiến nhiều nông dân trồng cà chua tại châu Phi và châu Âu vô cùng khốn đốn. Chúng có thể xâm nhiễm gây hại 100% cây cà chua trên đồng ở tất cả các giai đoạn phát triển. Mặc dù các cơ quan bảo vệ thực vật thế giới đã nỗ lực nghiên cứu, nhưng việc ngăn chặn sự lây lan và quản lý sâu đục lá cà chua Nam Mỹ vẫn không đạt được kết quả như mong muốn. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Liêm đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay của chúng tôi. Và trước tiên thì xin được hỏi tiến sĩ là tiến sĩ có thể cho biết về tập tính cũng như là cơ chế lây lan của sâu đục lá cà chua Nam Mỹ trên cây cà chua. Sâu đục lá cà chua gây hại cho tất cả các bộ phận trên mặt đất của cây cà chua. Chúng có thể gây hại lá, hoa, quả non và quả chín của cây cà chua. Quả khi bị sâu gây hại thì chất giá trị thương phẩm của quả bị suy giảm nghiêm trọng vì sâu gây hại để lại những cái vết đục ở trên quả. Thứ nữa là khi có sự hiện diện của sâu hại này thì sẽ dẫn đến cái việc sẽ bị mất thị trường xuất khẩu vì nó còn là đối tượng kiểm dịch của một số nước. Khi mà chúng ta có bị cái loại sâu hại này thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất khó khăn rồi giữ được các thị trường xuất khẩu cà chua của Việt Nam. Và bản thân loài này cũng là loài côn trùng có khả năng bay, di chuyển theo gió, tuy nhiên cái khả năng bay của loài này không cao. Mà cái con đường lây lan chính của chúng là con đường đi theo hàng hóa, nông sản. So với các loại sâu bệnh hại khác gây hại trên cây cà chua, thì sâu đục lá cà chua Nam Mỹ có mức độ nguy hiểm như thế nào? Tiến sĩ có thể phân tích rõ hơn được không ạ? Tại cái quê hương bản quán của nó, tức là ở Nam Mỹ, thì từ năm 60 người ta đã xếp vào là một trong những loại sâu hại nguy hiểm nhất trên cà chua của các vùng trồng cà chua ở Nam Mỹ. Và khi nó lây lan sang các nước thì sau một thời gian rất ngắn thì nó đã trở thành sâu hại chính và sâu hại nguy hiểm trên cây cà chua. Ở Việt Nam thì cây cà chua của chúng ta cũng bị tấn công bởi rất nhiều loại sâu hại. Và nếu như loại này xuất hiện thì chúng tôi cũng tin rằng nó cũng sẽ trở thành một sâu hại rất là nguy hiểm. Mức độ nguy hiểm của loài này có thể còn cao hơn các cái loài gây hại nguy hiểm trên cà chua hiện nay, ví dụ như là cái loài bọ phân thuốc lá, sâu xanh, cái bệnh héo rũ vi khuẩn. Theo tiến sĩ thì Việt Nam có những điều kiện nào khiến cho sâu đục lá cà chua Nam Mỹ dễ dàng xâm nhập? Thứ nhất là chúng ta có cái biên giới rất là dài, tiếp giáp với Trung Quốc, với Lào, với Campuchia. Và thứ nữa là chúng ta hiện đang giao thương hàng hóa với rất nhiều quốc gia trên thế giới, cho nên cái việc xuất nhập khẩu nông sản, đặc biệt nông sản tươi, cũng là một cái nguy cơ lớn cho cái việc lây lan xâm nhập của cái loài sâu hại này vào Việt Nam.
Điều thứ hai là cây cà chua ở Việt Nam được trồng ở hầu khắp các cái vùng sinh thái của Việt Nam, 7 vùng sinh thái, và là cây trồng trọng điểm của một số tỉnh, đặc biệt là các cái vùng sản xuất rau trọng điểm của nước ta. Với cái điều kiện sinh thái đa dạng, rồi mùa vụ rất là đa dạng, thì cái nguồn thức ăn rất là phong phú cho trâu có thể tồn tại và phát triển khi mà chúng xâm nhập vào Việt Nam. Và đây cũng là một cái khó khăn, thách thức đối với chúng ta khi mà chúng ta phải đương đối phó với loài sâu hại này.